hẳn mọi người sẽ nghĩ đến một nơi chốn vừa yên bình, nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần hoang sơ và trụ phú. Đố mọi người biết Như Quỳnh đang nói đến địa danh nào? Bật mí ngay đây, chính là phố núi Pleiku Gia Lai. Mỗi khi nhắc đến du lịch Gia Lai, người ta thường nghĩ ngay đến đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. Thật vậy, nét lung linh thơ mộng của biển hồ là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều văn nghệ sĩ và cũng là lựa chọn đầu tiên của du khách khi đến với phố núi Gia Lai. Bởi lẽ, đây được coi là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất, đẹp nhất Tây Nguyên. Dạ chị Hằng ơi, em được biết là hồ Tây Nông của mình là được thành lập từ miệng núi lửa đã ngưng hoạt động hàng trăm triệu năm. Nhưng mà em cũng có nghe được một số truyền thuyết quanh cái hồ này, chị có thể kể cho em nghe được không? Đây là một cái hồ Tơ Nưng. Tơ Nưng là tên của một ngôi làng cổ. Làng Tơ Nưng ngày đó trù phú và phong phú lắm. Hàng đêm thì đêm nào cũng vang vọng tiếng cồng tiếng chiêng. Bà con cùng vui múa xoan, nhảy múa vui mừng như thế. Và rất là đời sống rất là vui vẻ. Bỗng một hôm thì bà con đang cùng nhảy xoan, cùng vui đùa với nhau như thế thì ngọn núi lửa ập đến và vùi lấp bà con trong biển lửa và nham thạch. Tiếng khóc than của những đứa trẻ đòi mẹ, tiếng khóc than của những người vợ mất chồng, ai oán khóc cả một vùng và nước mắt ấy chảy thành dòng, tạo thành hồ Tơ Nưng bây giờ. Hồ Tơ Nưng giống như là một cái ký ức đau thương của dân làng ngày ấy. Có lẽ bởi vì mang trong mình màu sắc huyền thoại, nên biển hồ không chỉ là nơi thưởng lãm cảnh đẹp, mà còn là nơi để du khách ngưỡng vọng về những điều bình yên, thiện lành. Cách biển hồ Tơ Nưng không xa là một nơi có khung cảnh thiên nhiên không kém phần thơ mộng, nhất là đối với giới trẻ ham mê chụp ảnh. Các bạn thân mến, Như Quỳnh đang có mặt tại hàng thông trăm tuổi. Nơi đây là một địa điểm check-in được rất nhiều người dân địa phương yêu thích. Đa phần các cặp cô dâu chú rể đều lựa chọn nơi này làm địa điểm để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong lễ cưới của mình. Đoạn đường này là đường liên thôn của xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Tuy chỉ dài chưa đầy 1 km, nhưng là nơi đầy trữ tình và quyến rũ. Người địa phương cho hay rằng, đôi hàng thông này có từ khi người Pháp xuất hiện ở đây với đồn điền chè đầu tiên trên cao nguyên Pleiku vào đầu thế kỷ 20. Rời biển hồ đầy lãng mạn và hàng thông trăm tuổi, chúng ta cùng đến với một công trình kiến trúc là niềm tự hào của người dân phố núi. Quảng trường Đại Đoàn Kết, ngay trong tên gọi đã hàm chứa ý nghĩa về tinh thần dân tộc gắn với văn hóa lịch sử của vùng đất cao nguyên nắng gió đại ngàn. Một mảng màu tươi mát được tạo nên bởi hơn 2.000 cây xanh và 205 ô cỏ đan xen là những lối đi lát bằng đá ba gian, tạo nên hình ảnh một khuôn viên vừa uy nghi lại vừa gần gũi, thân thiện. Với diện tích hơn 10 hectare và phần sân rộng hơn 23.000 m², quảng trường Đại Đoàn Kết có thể đảm bảo cho những sự kiện tập trung hơn 50.000 người trong cùng thời điểm và thực sự trở thành công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Quảng trường này là trung tâm hoạt động văn hóa và chính trị của người dân Gia Lai mình chị ha? Đúng rồi em, đây là nơi mà tất cả các sự kiện lớn của tỉnh, rất nhiều những hoạt động không chỉ của thanh thiếu niên, của người dân thường diễn ra ở tại quảng trường này. Và ngoài ra thì quảng trường còn có mang một cái ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa lịch sử và đặc biệt là nó thể hiện được tình cảm, tấm lòng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu. Khi khánh thành đưa vào sử dụng vào năm 2012, quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình xác lập nhiều kỷ lục nhất Việt Nam, như là tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất, có dàn cồng chiêng Tây Nguyên bằng đồng lớn nhất và có bức phù điêu bằng đá lớn nhất. Chị ơi, em thấy đây là một bức phù điêu rất là lớn. Bên cạnh đó là có những cái hình ảnh rất là đặc sắc trong này. Tuy nhiên, em nghĩ là để mọi người hiểu hết những cái ý nghĩa của nó thì chắc phải cần đến chị Soan giới thiệu rồi. Xin giới thiệu với em là đây là bức phù điêu được làm bằng đá xanh Thanh Hóa.
với tổng diện tích bề mặt là 600m², được ghép từ nhiều phiến đá nhưng mà nó không hề bị rò rỉ nước. Và chính giữa ở bức phù điêu đây chính là hình ảnh ngôi nhà Rông Tây Nguyên, và phía bên dưới là hình ảnh sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Và toàn bộ ở hai bên phía tay phải và tay trái của bức phù điêu thì chúng ta thấy là hình ảnh sống và chiến đấu của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Và phía trước là bức tượng Bác Hồ bằng đồng, và đến thời điểm xây dựng vào năm 2012, đây là bức tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Nếu muốn tìm về một nơi yên ắng, tĩnh lặng thì chùa Minh Thành sẽ là một lựa chọn. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại thành phố Pleiku. Khuôn viên chùa nổi bật với ngôi bảo tháp Xá Lợi gồm 9 tầng cùng chiều cao ấn tượng lên đến 72m và được bình chọn trong danh sách các công trình kiến trúc cao nhất ở Gia Lai. Du lịch về Pleiku, Gia Lai băng qua những cung bậc cảm xúc từ trữ tình lãng mạn đến nghiêm trang, lắng động, rồi tĩnh tại, an yên sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ cho hành trình về miền phố núi cao nguyên. Các bạn thân mến, đến với phố núi này, ngoài những địa danh nổi tiếng và danh lam thắng cảnh đặc biệt thì còn có một món ăn khiến cho du khách đến đây chưa ăn thì tò mò, nhưng mà ăn rồi sẽ nhớ mãi không quên. Và món ăn Như Quỳnh muốn nói đến ở đây chính là phở khô Gia Lai. Phở khô Gia Lai còn được gọi với cái tên gợi nên sự tò mò, đó là phở hai tô. Thực khách gọi một phần nhưng được phục vụ hai tô, một tô phở và một tô nước. Đặc sản này là một món ăn đã gắn bó lâu năm với người dân địa phương và đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận giá trị ẩm thực châu Á năm 2012. Sợi phở khô Gia Lai có công đoạn làm khác với sợi bánh phở thông thường, đó là bánh phở không cắt sợi ngay mà cần trải qua 1 đến 2 ngày phơi nắng rồi mới đưa vào máy cắt. Thành phẩm là cuộn phở tươi dùng ngay hoặc tiếp tục phơi vài ba nắng để làm cuộn phở khô vận chuyển đi xa hoặc bảo quản dài ngày. Và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ cùng với chị Thảo Nguyên cùng nhau thực hiện món ăn này, mọi người cùng chờ xem nhé. Hôm nay chị sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho em làm một tô phở khô Gia Lai, phở khô tái nạm viên. Thì nguyên liệu gồm có là bánh phở khô Gia Lai. Bánh phở khô Gia Lai này là làm bằng thủ công nên sợi phở nó rất là dai. Em nhìn sợi phở khô Gia Lai em thấy sợi phở này nó có khác gì so với những loại phở khác không? Em thấy nó không có kiểu bị khô lắm, nó còn hơi ướt ướt. À đúng rồi đó, tại vì sợi phở này là sợi phở khô mà còn hơi tươi. Trước tiên là mình sẽ cho các nguyên liệu vào tô nước súp trước. Bây giờ mình sẽ làm một tô bánh phở. Mình sẽ trụng đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Đầu tiên là cho giá vào trước. Dạ. Phở khô Gia Lai thì quan trọng là kỹ thuật trụng bánh phở. Trụng bánh phở làm sao cho phở tơi, xốp, hơi dai mà cũng đừng có quá mềm. Dạ. Rồi, rồi. Bây giờ chị cho nước mặt. Thơm luôn chị. Dậy mùi, cả thơm mùi bò viên lẫn nạm, mọi thứ nó hòa quyện với nhau cùng với cái mùi hương của nước súp. Em cho một ít tiêu. Dạ. Là rất thơm luôn. Một cái gia vị mà gọi là linh hồn của phở khô Gia Lai luôn đó, em biết là gì không? Tương đen đúng không chị? Đúng rồi, tương đen. À, để em bỏ tương vô cho nha chị. Rồi. Dạ rồi, mình bỏ vào đây.
Tương đen được làm từ đậu nành lên men, có màu đen và độ sánh mịn, vị mặn và chút ngọt dịu của đậu nành và có hương thơm rất đặc biệt. Sợi phở dai, mịn, rau tươi thanh mát, thêm chút mặn mặn của tương đen sẽ cho ra một hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn. Cứ vài miếng phở khô lại thưởng thức một thìa nước dùng thanh nhẹ sẽ giúp cho thực khách cân bằng vị giác và lưu luyến mãi một thức ẩm thực đặc trưng miền phố núi. Đến Gia Lai, mùa đẹp nhất để thưởng thức trọn vẹn hơi thở và sắc màu của nắng gió đại ngàn chính là mùa khô, khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Đặc biệt, tháng 11 là thời điểm hoa giả quỳ, loại hoa báo đông của vùng đất Tây Nguyên nở rộ, rực vàng cả một vùng phố núi. Cũng là thời điểm thường diễn ra lễ hội hoa giả quỳ, núi lửa Chư Đăng Gia. Chư Đăng Gia là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm. Nơi này còn được coi là thiên đường của hoa giả quỳ. Vì vậy, đến đây vào mùa hoa giả quỳ, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, thưởng thức các món ăn đặc sản và các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương. Hệ thống các cơ sở lưu trú ở Pleiku Gia Lai hiện nay rất đa dạng và phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách từ homestay bình dân đến khách sạn cao cấp. Vì vậy, bạn đừng ngại ngần mà hãy xách vali lên mà đi để tự mình trải nghiệm và khám phá. Một biển hồ thơ mộng, đô hàng thông trăm tuổi đầy lãng mạn, Chu Minh Hành chợp mặt và quảng trường đầy uy nghi, tất cả là những mảnh ghép trong bức tranh phố núi đầy màu sắc. Các bạn hãy một lần đặt chân đến đây để cùng nhau trải nghiệm và tham quan những điều đặc biệt nơi đây. Còn bây giờ, Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.